Hello, xin chào mọi người, mình là Linh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm trước thì mình có đọc được một comment ở trên Insta, một bạn bảo mình là review những cái dòng kẻ mắt mà mình đang có và mình hay dùng. Mình nghĩ cái chủ đề này khá thú vị và mọi người cũng tò mò nữa, thì mình quyết định là quay luôn cái video này luôn. Và chúng mình bắt đầu luôn nhé. Kẻ mắt thì có rất là nhiều loại, ví dụ như là dạng dạ này, dạng gel này, dạng trì mềm, gì nữa ông ta, dạng nước nữa. Nhưng mà mình thấy tiện nhất và mình dùng quen thời gian gần đây nhất thì mình dùng dạng mút dạ. Và mình nghĩ là với những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của mình với số bút này thì mình nghĩ là mình sẽ đem lại được cho mọi người những cái review chính xác và chân thực nhất với số bút này. Và tùy theo yêu cầu của mỗi người và trình độ của mỗi người nữa thì mọi người hãy tìm cho mình một cái dạng bút, một cái dạng kẻ mắt mà mọi người có thể sử dụng tiện nhất này, đẹp nhất và đúng ý mọi người nhất. Còn mình thì mình, thật sự là mình kẻ khá là quen tay rồi, nên là mình sẽ lựa chọn những dòng bút mà ưu tiên là tiện lợi và chất lượng tốt thì mình đã chọn bút dạ. Tại vì bút dạ nó rất là tiện, nó là cái bút và khi mà như này thôi thì mình đã có thể sử dụng trực tiếp luôn rồi. Nó không giống như là dạng chấm chấm, dạng gel hoặc là dạng nước cũng phải chấm chấm thì mình thấy khá là lười. Nên mình đã sử dụng cái bút dạ này một thời gian là mình thấy thích nhất. Cùng với sự tiện lợi của nó đem lại thì nó sẽ hơi khó khăn cho những bạn mới kẻ mắt hoặc là những bạn mới tập make up. Tại vì cái màu của nó thì đậm và khá là sắc nét. Thì khi các bạn kẻ một đường thì các bạn chỉ cần đặt cái này lên một điểm các bạn mong muốn thôi thì nó sẽ ra một cái màu rất là đậm và khó sửa, khó tẩy nữa. Ví dụ như là dạng gel hay là dạng bút chì mềm thì cái chất của nó rất là mềm. Mọi người có thể dùng bông tẩy nhẹ đi hoặc là dùng cọ để tán ra thì nó sẽ nhạt bớt đi. Nhưng cái này thì rất là khó sửa. Khi mà dùng quen kẻ mắt rồi hoặc là các bạn tự tin với tay nghề của mình thì mới chuyển sang dùng cái này, hoặc là có thể dùng cái này để tập luyện. Ok, và chúng mình cùng bắt đầu vào phần review chi tiết nha. Đối với mình thì thật sự có những cái trong này chất lượng nó na ná nhau, chỉ có một hai cái là vượt trội thôi. Ví dụ như cái The Face Shop này, cái này thì Cadium, không biết đọc đúng không, Cadium nó nhạt hết mất rồi, mình không biết là tên đúng của nó đầy đủ là như nào, thì mình có để link ở dưới thì mọi người nhớ ở dưới xem nha. Và có những cái mà rất nổi tiếng, rất là đắt và mình kỳ vọng rất là nhiều rồi nhưng kết quả thì nó không như mình mong muốn. Ví dụ như là hai cái này thì giá bình dân ok thì mọi người có thể mua thử dùng rất hợp lý, khoảng tầm 100-200 nghìn gì đấy thôi. Đắt hơn một xíu thì mình có cái này là Tattoo Liner đúng không ta? Nó mở hết cả chữ rồi. Cái này là của Kat Von D, rất là nổi tiếng thì mọi người biết rồi đấy. Tattoo thì nghe có vẻ là rất là bền và như xong luôn đúng không? Nhưng mà chất lượng của nó không khác gì hai cái này cả. Nên mình khá thất vọng, mình mua khá đắt, mình lại nghiến răng nghiến lợi để mua cái này để thử xem là mình có tìm được một cái kẻ mắt chân lý không. Nhưng mà mình thấy quá là bình thường so với hai cái này luôn. Tiếp theo, một cái giá cao hơn hai cái này và thấp hơn cái này thì mình có Heroin Mix. Cái này thì mình cũng rất là kỳ vọng, tại vì cái sản phẩm của Heroin Mix mà mọi người biết mình rất là thích cái chính là Kiss Me dòng chất mi, dòng mascara thì siêu đỉnh rồi. Thì mình cũng hy vọng cái này là đỉnh giống như cái đấy, nhưng mà bình thường mọi người ạ, cũng bình thường như ba cái này luôn. Chắc là nó ví dụ như mấy cái này 8 điểm thì cái này chắc 8,5 thôi, nó không chênh nhau quá nhiều đâu. Và những cái đầu bút của mấy cái này thì nó giống nhau nha mọi người, chỉ có cái Cadium thì nó to hơn một xíu thôi. Và cái này thì mình mới được tặng của Ophelia thì cũng giống như những cái kia, chất lượng nó giống như cái kia. Thật sự mình khá là hy vọng, tại mình rất thích cái packaging này, nó rất đẹp ý. Thế nên là mình rất hy vọng nó, nhưng mà khi mà mình sử dụng một lần thì mình thấy nó chất lượng nó giống như mấy bạn này thôi. Còn cái này thì mình sẽ review ở cuối, tại vì nó sẽ vượt trội hơn những cái này. Mình sẽ cho mọi người xem đầu bút của mấy em này nha. Đầu bút rất là bé. Cái này thì của Cadium, cái đầu bút nó sẽ to hơn một xíu. Cái này thì của Kat Von D, đầu bút cũng rất là bé luôn. Tiếp theo là của Heroin Mix. Đầu bút của những cái này thì na ná nhau, nó không to hơn quá nhiều hay bé hơn quá nhiều đâu. Tại vì mình thấy các hãng bây giờ đều ưu tiên làm những cái đầu bút siêu siêu bé để tiện lợi cho người dùng rồi.
những cái này thì mọi người có thấy là một phát là lên chuẩn màu đen rất là đậm, không bị nhạt quá hay bị lem nhem gì cả. Nhưng mà mình rất quan trọng chất lượng về sau khi mà mình đi cả ngày. Đấy là những vấn đề mình quan tâm nhất. Tiếp theo là Ophelia. Cái này thì đầu hút cũng giống như mấy cái kia thôi, nó cũng rất là bé. Vì cái này đang mới nên rất là nhiều mực, da rất là đậm. Và cái cuối cùng là Backroom màu đen. Cái này nó bị dây hết cái phần mực ra cái ống này rồi. Cái này thì mọi người hãy bỏ qua cho em ý một chút, là hôm trước mình vừa đụng cái đầu bút vào cái bàn nên nó bị tòe tòe, trông nó hơi xấu. Còn thật ra thì nó là một trong những cái kẻ mắt hiện tại mà mình ưng ý nhất. Ok, sau khi so sánh mực này rồi là đầu bút thì mình sẽ đến với chi tiết từng loại bút nha. Và phải nói chi tiết cái ra mắt của mình cho mọi người biết thêm. Với ra mắt mình ngày xưa thì dùng kẻ mắt dạ nào nó cũng không lem. Nhưng không hiểu sao thời gian 1 năm đổ lại đây thì sử dụng những cái mà ngày xưa mình dùng, ban đầu mấy tiếng đầu thì không sao, nhưng mà tối về đến cuối ngày thì nó hơi lem một chút đen đen ở dưới này này. Hoặc là nó sẽ bị mất đi một xíu, hoặc là nó nhạt đi cái kẻ mắt một xíu, tại vì nó bị lem mất ở dưới rồi. Nên là 1 năm gần đây mình tìm bút kẻ mắt dạ nó khó hơn. Ngày xưa mình mua cái nào kẻ cũng được, rất là dễ. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy mắt mình đã hơi lem một chút rồi. Có thể do nóng hơn, hoặc là da mình dầu hơn, hoặc là cái phần mồ hôi mắt của mình bây giờ nhiều hơn, nên là nó sẽ dễ lem hơn. Nên là những bạn nào gần giống mình thì có thể áp dụng cái review này của mình nha. Ví dụ như cái The Face Shop này, cái Cadium, cái Kat Von D, cái Heroin Max này và Ophelia thì chất lượng nó giống nhau. Là khi mà mình dùng mấy tiếng đầu thì rất là ok, màu da đều và kẻ rất là nét, không có vấn đề gì cả. Chỉ có một vấn đề là sau khi cuối ngày thì nó hơi lem lem giống như mình nói ở trước. Mà cái vấn đề đấy là vấn đề quan trọng nhất. Mình không thể nào đi với một cái lớp make up mà lúc đầu thì xinh mà lúc sau tèm nhem lên ở dưới, không hề tốt chút nào hết. Cái này thì mình mới dùng thì 1-2 lần nên là mình chưa có review chính xác, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ không khác nhiều đâu, tại vì mấy cái này thì mình cũng thấy như thế thôi. Cái này thì mình hy vọng rất là nhiều, tại vì là cái dòng mascara của bạn ấy, của Harry Mac thì rất đỉnh, nên là mình nghĩ bạn này cũng trường tồn như cái mascara kia, nhưng mà nó cũng không khác mấy cái này. Mình đã hy vọng quá nhiều bạn này rồi, nhưng mà chất lượng thì cũng không thể xuất sắc được như cái mascara đâu. Cái Kat Von D này thì là một cái trời ơi, mình đã nghiến răng nghiến lợi để mua, tại vì nó rất là đắt so với một cái kẻ mắt. Nhưng mà cái chất lượng thì nó không khác gì mấy cái này luôn mọi người. Quá chán, quá buồn. Nhưng mà thật sự mấy cái này không hề tệ nha. Với bạn nào mà da mắt không quá nhiều dầu hay là không quá nhiều mồ hôi thì dùng với bạn này rất là ok. Cái The Face Shop hay là cái Cadium này thì nó chất lượng nó giống nhau, nhưng mà nó khá là rẻ nên mọi người có thể thử mua. Còn mấy cái này thì hơi mắc hơn so với hai cái này, nên mọi người có thể thử trước khi mua. Mình không biết thử bằng cách nào, nhưng mà hãy cẩn thận trước khi mua, tại vì nó khá là mắc. Tổng thể với em này mình nghĩ là mùa đông mình dùng ok, tại vì da mắt của mình sẽ khô hơn và không da dầu và da mồ hôi thì sẽ chắc là khá cầm hơn đấy. Còn mùa hè thì hè năm nay không hiểu sao lại thế, nhưng mà hè năm nay mình dùng mấy em này thì không hiệu quả lắm. Nó vẫn đẹp và vẫn chất lượng so với mấy tiếng đầu hoặc là nửa ngày chẳng hạn, nhưng mà đến cuối ngày thì không ổn lắm đâu. Tiếp theo một thí sinh cuối cùng và khác xa với những cái bạn trước đấy là Brightroom màu đen. Thì cái này mình được Brightroom gửi tặng ở video lần trước thì mình không ngờ nó lại ok đến thế. So với những cái dòng đắt tiền hay nổi tiếng như là Kat Von D hay là Heroin Max thì nó quá xuất sắc luôn. Mình dùng từ đầu ngày đến cuối ngày thì nó không xi nhê gì hết, từ màu cho đến chất lượng, cái đường kẻ của mình vẫn như lúc đầu kẻ luôn, không đứt đoạn hay là không nhạt hay không lem. Mình đã test ở trên một người bạn và bạn ý không kẻ được bất kỳ một cái kẻ mắt dạ nào hết, tại vì rất là lem, mắt bạn ý rất là dễ bị dây ra phần dưới. Nhưng mà khi dùng bạn này, mình đã kiểm chứng từ mình và bạn ý rồi thì cái này rất là ok, không bị lem một tí nào hết mọi người ơi. Nên em này đã xuất hiện ở trong video những sản phẩm mình yêu thích nhất, và thật sự đến bây giờ mình vẫn thích bạn này, yêu thích nhất, và sẽ bonus cho mọi người cái cách mà mình hay kẻ mắt nhất. Và cái video mà mọi người cũng hay yêu cầu mình làm thì chính là về kẻ mắt. Nhưng mà mình đang tìm cách nào đấy để khi mà quay video kẻ mắt cho mọi người dễ hiểu và mọi người dễ thực hiện theo nhất. Và sẽ hẹn gặp mọi người ở video sau này đi. Còn hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người một cách mà mình hay kẻ hàng ngày và tiện lợi nhất thôi. Đấy chính là kẻ phần đuôi mắt, là kiểu mắt mà mình hay kẻ hàng ngày và hay áp dụng trong các make up lúc nhất.
Bây giờ mình sẽ sử dụng heroin mắt. Tại vì cái backroom của mình hôm trước mình bị cái đầu bút này bị quẹt vào bàn, thế nó bị hỏng rồi. Nhưng mình sẽ sử dụng cái này để kẻ nốt phần mắt bên này, và mình sẽ zoom sát lại cho mọi người xem kỹ hơn. Với kiểu kẻ mắt này thì không phải dáng mắt nào cũng hợp, nhưng mình nghĩ là sẽ dễ hợp và mọi người sẽ dễ thực hiện theo. Và mình nghĩ là cái kẻ mắt này sẽ chỉ chống chỉ định với những bạn mà mắt hơi dài và hai mắt xa nhau thôi. Còn cái kẻ mắt này sẽ rất dễ áp dụng, mọi người thử xem sao nha. Mình sẽ kẻ từ 2/3 đôi mắt và kéo ngang ra. Sẽ kẻ một ít một, và mọi người nhớ đưa cái phần đầu bút vào trong phần chân mi để không bị hở chân mi nha. Khi mọi người kẻ được một đoạn ngắn rồi thì nhớ là cầm gương và xem lại tổng thể xem là nó có bị cao hay là thấp hơn so với ý mình mong muốn không, sau đấy thì bắt đầu kẻ tiếp. Với kẻ mắt thì mọi người cần từ từ và bình tĩnh. 1-2 ngày thì chưa thể đẹp được luôn đâu, nên là hãy tập ngày một thì dần dần nó sẽ đẹp thôi. Thật sự thì đây cũng là một cái cách kẻ mắt đơn giản và an toàn nhất cho những bạn chưa biết kẻ mắt như thế nào là phù hợp với mắt của mình. Thì khi mà các bạn kẻ mắt, phần đôi mắt hãy kéo theo cái phần dáng mắt của mình. Đấy là cách an toàn nhất. Và sau khi bạn kẻ mắt nhiều rồi thì bạn sẽ tìm được cái dáng kẻ mắt mà bạn phù hợp nhất. Còn an toàn nhất thì hãy như mình, kẻ theo cái phần đôi mắt của mình. Như thế thì sẽ an toàn và nhanh nhất. Và đây cũng là cái cách mà mình hay áp dụng kẻ hàng ngày, tại vì nó tiện lợi và nó nhanh và dễ phù hợp với các make up lúc nữa. Sau khi mình chỉnh trang lại một chút thì mình đã hoàn thiện xong hai bên kẻ mắt rồi đây. Rất đơn giản đúng không mọi người? Mình mong là mọi người có thể học được một chút gì đấy từ video này. Ok, và mình đã hoàn thành xong video này rồi. Mình mong là mọi người sẽ thích. Đừng quên nhấn like và subscribe và nhấn cái chuông ở dưới để nhận được thông báo mỗi lần mình ra video nha. Và follow mình ở trên Insta Link Makeup để chúng mình được gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye, ăn nhau.